từ xa xưa gia tộc xa đâu đã là một gia tộc quý tộc hùng mạnh bọn họ không có khuôn mặt nhưng lại rất có quyền lực bộ mặt của họ được thể hiện qua các hình nhân sống cô bé này là một hình nhân sống hôm nay cô bé vừa tỉnh dậy nên vẫn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh sau đó cô bé nhanh chóng thay quần áo bên ngoài có một bàn tay đưa thức ăn sau khi ăn và xác nhận bản thân đã giống với chủ nhân bóng thì cô bé mới trần trừ ra người. con đường ra khỏi cái hầm của cô bé đúng gian nan cửa thì nặng chỗ lại có cái cần gạt gạt một phát là gió thổi bay màu luôn khó khăn lắm cô bé mới tới được phòng của chủ nhân kết chủ nhân của cô bé lúc này mới vừa tỉnh lại kết là một cái bóng có tính cách âm trầm còn hình nhân sống lại năng nổ sống động kết đặc biệt không thích bị nhìn chằm chằm nó khiến cô trở nên tức giận hay bất an mỗi lần như vậy đầu cô lại có một đám bồ hóng bay lên chủ nhân bất an thì hình nhân sống như cô bé này cũng ăn không ngon ngủ không yên cô bé thấy mình không biết gì cả nên rất bất an hôm sau hình nhân sống rất năng nổ làm việc dọn dẹp nhưng đụng đâu thì bể đó những lúc như vậy kết chỉ nói rằng muốn đi tắm chứ không hề la mắng gì chỉ là không ngờ khi kết trở ra số lượng đồ ngã vỡ đã tăng lên Hóa ra cô bé hình nhân này đã không ăn gì mà chạy đến đây làm việc, thấy vậy Kết liền đưa thức ăn cho cô bé. Hình nhân sống được kết lo lắng chăm sóc nên rất vui sướng, cắn một miếng bánh thôi mà cũng khoái quá trời, lăn lộn khắp nơi. Kết thấy cô bé có biểu cảm như vậy cũng vui vì có thể nhìn thấy biểu cảm của chính mình. Tối đó trước khi ngủ Kết đã cùng hình nhân của mình nói vài chuyện, giờ mới thấy cô bé hình nhân này thật kỳ lạ. Có hình nhân nào thấy cô đơn khi không gặp chủ nhân chỉ một đêm đâu. Hôm sau vẫn như thường lệ, cô bé hình nhân vẫn dọn dẹp căn phòng một cách kỹ lưỡng, gom số bổ hóng lại để một góc kết đọc sách xong thì đi ra cầm lấy cái túi bồ hóng mà nghịch cô nặn chúng thành người bóng quá trình nặn không biết có gì thú vị mà cô bé hình nhân nhìn chăm chú lắm khiến kết ngại quá trời thấy không có gì làm nên kết rủ hình nhân đánh bài nhưng cô bé hình nhân lại không biết chữ thế là có việc để làm rồi kết dành thời gian ra để dạy cô bé viết chữ điều này làm hình nhân sống rất vui tối đó cô bé không ngừng nhìn mấy tờ giấy trên tường phòng mình tự nhủ sẽ ngày một cố gắng để đọc được chúng kết quả sáng hôm sau cô bé đã đi muộn có lẽ kết rất tức giận nên bồ hóng trong phòng đen nghẹt khi cô bé đến kết không trách gì chỉ yên lặng đi tắm khi cô trở ra cô bé hình nhân đã dọn dẹp xong đúng lúc đang nhìn kết ở góc nghiêng cô bé hình nhân vui vẻ vì được nhìn thấy vẻ mặt của kết ở góc độ này sau khi dọn xong cả người của cô bé đều là bồ hóng kết nói cô bé hãy đi tắm rồi cùng cô uống trà cô bé hình nhân vui vẻ đi tắm nhưng chỉ rửa những chỗ có thể thấy qua gương mà thôi kết bất lực lau giúp cô bé sau đó kết dọn ra một cái bàn bên trên có một chiếc hộp đựng đồ trang điểm cô bé hình nhân nghĩ nếu sử dụng thì có khi kết sẽ có khuôn mặt ngay khi cô bé đưa phấn đến mặt kết thì cô ấy đã hét lên một vệt trắng trên mặt kết giống như da người nhưng rất nhanh nó đã biến mất kết không trách cô bé chỉ có cô bé tự trách mình đã làm việc thiếu suy nghĩ sau đó không nhắc đến chuyện đó nữa kết làm tóc và cho cô bé mặc đồ của mình dù việc đó là điều cấm kỵ nhìn cũng biết vì sao lại cấm rồi vì khi đó hình nhân sống giống hệt con người thật thụ thấy kết nói vậy cô bé vội chứng mình bản thân là bộ mặt của kết cả hai cười vui vẻ với nhau sau một thời gian dài cuối cùng cô bé hình nhân sống cũng được kết đặt cho cái tên emilico dựa theo nhân vật trong chuyện mà kết đọc người của gia tộc bóng là những người ngay khi tỉnh dậy xung quanh đã toàn bộ hóng những thứ họ chạm đến đều trở nên rất bẩn vì thế hình nhân sống có vai trò rất quan trọng với họ hôm nay vẫn như thường lệ emilico thức dậy sớm tìm đến kết để dọn dẹp lúc cô bé đến thì kết vẫn đang ngủ thấy cô còn đang ngủ emilico đành trở vào bên kia cánh cửa chờ cô dậy mới được đi ra mọi hôm bồ hóng mà kết tỏa ra cũng không ít nhưng hôm nay có vẻ lại nhiều hơn thường ngày chắc dọn sẽ rất cực cô bé emilico vui vẻ lao dọn vì cô bé thích như vậy thấy emilico ngày càng thuần thục công việc kết cho biết cô bé chắc sắp được gọi ra ngoài rồi cô bé sẽ được gọi ra ngoài để dọn dẹp phần còn lại của khu nhà cùng những hình nhân sống khác rất nhanh ngày đó đã đến sáng sớm emilico được cô gái tên mia làm ở phòng trên dẫn ra ngoài ngay khi được đưa lên bên trên emilico đã phải chóng ngợp với khung cảnh ở đây nhất là khi thấy có rất nhiều hình nhân sống tụ tập mia đưa cô bé đến gặp nhóm trưởng jose marie và thành viên còn lại tên lu bốn người họ sẽ là một nhóm dọn dẹp mọi người định bắt tay với cô bé thì ẻm đã bất ngờ với mọi thứ tới nổi ngã lăn ra đất luôn rồi ai cũng hiểu cái cảm giác đó mà căn nhà này quả thật quá vi diệu sau đó emilico được phát dụng cụ dọn dẹp cô bé rất thích mấy thứ đó nên cứ ôm nó mãi Rosemary đến bên cạnh cô bé cất tiếng hát trong một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Trong khi hát thì cả bốn cũng bắt tay vào làm việc. Emilico vui vẻ dọn dẹp cùng mọi người. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Sau khi làm xong thì cô bé trở về phòng để dọn dẹp cho chủ nhân của mình. Nhưng mà hôm nay với cô bé là vô cùng vui nên cứ cười mãi. Emilico làm sạch cơ thể bằng máy hút bồ hóng xong thì trở ra bắt tay vào dọn. Không may Emilico đã làm ngã lọ hoa, sợ sàn nhà bị ướt nên cô bé đã kéo con búp bê đến lâu, thế là làm ướt con búp bê vải mà kết quý nhất. Kết trở nên vô cùng tức giận. Emilico có thể làm gì tùy thích với những thứ khác nhưng con búp bê đó là thứ kết quý trọng nhất. Sau khi kết rời đi, Emilico bất lực cố gắng lau sạch đám bù hóng dính trên trần nhà do kết thoát ra, nhưng cứ lau mãi lau mãi mà không thể sạch nổi. Cô bé trở về khóc rất nhiều, đọc thông tin tìm hiểu vì sao bù hóng không lau được. Cuối cùng cô bé quyết định liều lĩnh lấy bông bên trong con búp bê ra và phơi khô cũng như làm lại nó. Khi nhận được con búp bê vải nguyên vẹn như ban đầu, kết đã rất vui vẻ, còn cảm thấy có lỗi vì trước đây chưa hề dặn Emilico về con búp bê cô bé emilico cũng đã làm cho mình có con búp bê đặt tên là bánh mì để có cái cần quý trọng còn định hỏi về việc bồ hóng dính chặt thì cả đống bồ hóng đã rơi xuống theo cơn giận đã nguôi của kết emilico giữ chặt con búp bê của mình bên túi lau dọn bên ngoài cửa sổ đột nhiên bánh mì bị rơi emilico vì giữ nó lại mà cũng rơi theo thấy vậy kết lập tức chạy xuống nhà để xem tình hình emilico vẫn ổn chỉ là khi cả hai đang trở về thì gặp phải mia và chủ nhân bóng của cô sarah nhưng giờ mia đã không còn là mia nữa cô ấy như hòa làm một với chủ nhân còn chủ nhân sarah của cô thì lại khiêu khích kết bởi vì hình nhân của cô dám nói chuyện sarah nói emilico là phiên bản lỗi và sẽ khiến cho kết bị loại bởi người ông vĩ đại vào một ngày không xa mà thôi tất cả biểu cảm của sarah được mia thể hiện vô cùng rõ sau khi rời khỏi sarah emilico vô cùng buồn bã và tự trách kết không hề trách mắng mà ngược lại còn an ủi và khen cô bé đã biết bảo vệ thứ mình quý trọng tối đó trở về emilico nhìn vết thương trên chân rồi tự nhủ sẽ không để tâm đến những chuyện tầm thường nữa cô bé quyết định viết những thứ bưng khuôn ra trong đó có người ông vĩ đại xa đâu cô bé không biết đó là gì hôm sau khi tỉnh dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới emilico lại gặp được mia nhưng mia giờ không giống hôm trước cô vẫn rất thân thiện và yêu quý emilico khiến cô bé bất ngờ mọi thứ mia thể hiện khi đó chỉ là cảm xúc của sarah thôi mia nói emilico còn cần học hỏi nhiều lắm tiếp sau đó Rosemary và lu cũng lần lượt tới họ sẽ bắt đầu buổi học bắt đầu bằng việc đưa emilico đi tham quan nhà Rosemary đưa Emilico đến từng phòng để tham quan, đầu tiên là phòng để dụng cụ dọn dẹp, hành lang tổng rồi nhiều nơi khác. Khi nhắc đến lễ ra mắt Emilico rất lo vì không biết cản thân có làm tốt được hay không. Mia và Rosemary không thể tiết lộ về lễ ra mắt được. Hai người họ chỉ có thể động viên cô bé cố lên mà thôi. Họ đang nói về những thứ nên và không nên nhắc đến trong nhà xa đâu thì cả đám im bắt. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, Mia nói rằng đó là bóng ma, thế nên họ trở về phòng dụng cụ nhanh chóng lấy đồ rồi chạy đến hành lang. Bóng ma là một đám bồ hóng tự do di chuyển gây nhiều thứ bất lợi, khi đến nơi đã có rất nhiều hình nhân sống đứng ở đó, họ chỉ chờ hiệu lệnh của tinh chủ mà thôi, cô gái tên Babi là tinh chủ, ra lệnh cho bọn họ đánh ta con bồ hóng to lớn kia. Ngay khi chúng bị đập thì văng ra thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh nhỏ trở thành một con khác. Đội của Rose Marie bị Babi mắng không nương tí nào, Mia tức giận kéo Emilico theo để dọn bọn hồ hóng đó. Cả hai nghĩ bồ hóng ở sau bức tranh đang định dọn nó một cách bất ngờ thì Rose Marie và Lu chạy đến, một con bồ hóng nằm ở phía sau hai người họ trồm ra tấn công. Rosemary thấy vậy lao đến cứu hai người họ, kết quả là con bồ hóng phía sau bức tranh bay ra hợp với con kia bao phủ lấy người Rosemary. Mia thấy Rosemary bị nó kéo lên thì hốt hoảng đến dùng vai chống cho cô ấy tránh cô ấy bị nghẹt thở. Lu nhanh chóng dùng bình xịt nước xịt vào bồ hóng, ngay lập tức nó tản ra nhưng nước không đủ. Lúc nguy cấp Emilico chạy đi tìm chậu hoa, dùng nước trong đó tạt lên người Rosemary, rất may đã cứu được Rosemary ra ngoài, ai cũng khen Emilico thông minh nhanh trí. Đột nhiên Rosemary đứng dậy, mắt cô ấy thừa thẫn thì ra đó là bệnh bồ hóng cô ấy đã không còn ý thức nữa nên phải chữa trị ngay buổi học chưa kết thúc nhưng cô bé emilico đã học được rất nhiều thứ quan trọng sáng hôm sau khi tỉnh dậy emilico vô cùng ngạc nhiên khi thấy bánh mì bật nhảy đến gần kiểm tra thì lại không thấy gì đúng kỳ lạ hôm nay họ được đưa đi tắm phòng tắm được thiết kế dành cho hai người mia và emilico sẽ vào cùng nhau còn lu sẽ tìm người khác nhưng trước khi tắm phải đi vào máy hút bồ hóng trước đã sau đó cả hai vui vẻ tận hưởng bồn tắm emilico lặng người khi nhìn thấy vết thương trên lưng của mia sau khi tắm xong họ sẽ được kiểm tra tóc tai và chiều cao cân nặng thật kỹ lưỡng một lúc sau thì Lu cũng trở ra cùng với đó là Rosemary cũng trở lại rồi, may mắn là cô ấy không sao. Emilico đem mấy chuyện này kể lại cho Kết nghe, lần đầu được nghe về bóng ma khiến Kết khác ngạc nhiên. Nhưng trước khi để ý chuyện đó, Kết lại để ý việc con búp bê của cô không còn ở chỗ cũ. Emilico nói đến chuyện tự động di chuyển thì Kết liền tức giận vì cho rằng chuyện đó không thể. Khi bồ hóng từ người của Kết phát ra thì bánh mì cũng bay lên, sau khi kiểm tra thì đúng là nó di chuyển nhờ có sức mạnh của Kết thì ra khi làm con búp bê cho mình emilico đã dùng bồ hóng dư trong con búp bê của kết để làm nên nó có liên kết với kết tối đó emilico đã ngồi suy luận bồ hóng xuất hiện từ cảm xúc tiêu cực vậy thì con bóng ma kia có thể là có người điều khiển khi vô tình nghĩ tới mấy người ở bên kia lâu đài cô bé đã cố gắng chấn tỉnh mình không nên nghĩ lung tung hôm sau kết gọi emilico đến để cho cô bé thấy cô đã điều khiển được bồ hóng một cách đơn giản cô còn không quên dặn emilico giữ bí mật chuyện này vì còn rất nhiều chuyện cần tìm hiểu sắp đến lễ ra mắt càng có nhiều chuyện cần lo hôm sau cả đám hình nhân sống tập tụ lại nghe đâu sắp phải nghe tinh chủ giảng đạo lý babi đứng trên cao nhìn xuống bắt đầu hét lớn cô muốn tìm ra người đã lười biếng quét dọn dẫn đến bổ hóng hóa bóng ma babi cho kiểm tra từng nhóm đến nhóm của Rosemary thì babi dùng những từ ngữ khó nghe để nói điều này khiến mia rất khó chịu thế nên cô đã chen lời của Rose để đáp trả kết quả bị babi đến gần đạp cho mia một cái mạnh khiến cô ngã xuống đất emilico lúc này mới chạy đến đỡ mia thấy babi quá đáng nên đã lên tiếng trách cô ta babi nghe thấy liền đến gần cả hai người Son thấy cảnh này liền đi đến quét dọn sau đó đẩy ngã Barbie. Ricky là thằng cha tóc vàng này nè liền ngã người ra đón cho Barbie đỡ đau. Con nhỏ Barbie này trách Son không thấy đường mà không đeo kính. Mặc kệ Son giải thích vì chủ nhân không đeo nhưng cô ta vẫn khó chịu. Thế là Ricky cũng là trưởng nhóm của Son tiến lên dùng tay đấm vào bụng cậu. Đột nhiên có tiếng đổ vỡ vang lên là cô bé nhút nhát giam vừa làm vỡ đồ. Thế là sự chú ý của Barbie chuyển lên người cô bé. Những người trung đội của giam đều rừng rưng không ai muốn lên tiếng nói giúp cô. Emilico cũng được khuyên là không nên lên tiếng nhưng cuối cùng cô vẫn lên tiếng binh vực giam kết quả emilico mơ mộng giam vô năng và son bị cô lập bị babi bắt đi tuần tra buổi tối khi trở về kết đã ngỏ ý rủ emilico học cùng vào buổi tối nhưng cô bé phải đi tuần nên đã từ chối khiến bổ hóng trên đầu kết xuất hiện tối đó emilico thoải mái đi tuần tra giam ngại và ít nói nên im từ đầu đến cười son cũng ít nói nhưng đỡ hơn cậu vẫn nói chuyện nhưng mắt thì lại không thấy rõ chỉ có emilico vừa nói nhiều vừa mạnh dạn lại nhìn rõ cô bé đứng ở giữa kéo hai người kia đi tuần tra cứ thế cả ba người đêm tuần tra sáng làm việc mới đó đã năm ngày hôm nay son không làm nữa cậu mang chăn đệm theo để ngủ còn mang cả con hai cô gái nữa cậu nhận ra ba chỉ muốn quan hệ giữa họ và chủ nhân có mâu thuẫn thôi cả ba đang nằm sắp chìm vào giấc ngủ thì có một cái bóng đen xuất hiện từ xa trong khi emilico và son còn ngơ ngạc thì giam đã co chân chạy mất nhưng cái bóng đó không phải là vong linh mà chỉ là hình nhân không có mặt cái người đem thức ăn cho hình nhân sống á thế là biết hiểu lầm rồi nên son và emilico đành sách đít đi tìm giam trở về hai người vừa đi vừa nói chuyện khó khăn lắm mới thấy được son cười như vậy nên cô bé rất bất ngờ trong khi đó giam lại ngồi tự nói chuyện với ngón tay như nhân cách thứ hai của mình vậy cả hai đi mãi cuối cùng lại đi đến cửa ra vào ở nhà xa đâu cung tên bắn ra từ hai phía có nghĩ bất kỳ ai muốn rời đi đều phải chết hết cách họ phải lấy bản đồ ra một lần nữa cố gắng tìm đường emily nhanh chóng tìm được cửa xoay nối với hành lang bên khác cô nhanh chóng nhào vào trong rất nhanh đã tìm được giam và ôm chặt hôm sau chuyện bóng ma xuất hiện là do thiết bị của tòa nhà được Barbie thông báo cô ta vậy mà vẫn dáng ép việc đó vào lỗi của hình nhân nữa mới chịu thấy cô ta khó chịu như vậy nhóm mia cảm thấy rất hả hê cứ đứng cười mãi thôi rất nhanh đã đến giờ hình nhân trở về phòng rồi khi trở về emilico ngồi viết những gì mình học được và mình cần lưu ý ra cuối cùng còn đặt mục tiêu trở thành tinh chủ nữa chứ sáng hôm đó tất cả hình nhân sống đều đeo một cái màn che mặt cùng với chủ nhân của mình đến buổi ra mắt trước cửa là một hình nhân tự nhận là đặc biệt và sống cùng với người ông vĩ đại ở tòa nhà bên kia ông ta giới thiệu rồi mở cửa cho họ bước vào bên trong vừa đi người kia vừa hỏi một câu hỏi cho hình nhân những hình nhân như emilico và son đều trả lời sát câu hỏi riêng lu và ricky lại đồng thanh đáp rằng hình nhân sống không quan tâm thứ tầm thường khác người dẫn đường vô cùng phấn khởi khi thấy có rất nhiều hình nhân sáng giá vừa đến ông ta đã cho phép các hình nhân được cởi màn che mặt lu và ricky được xếp hình nhân lên tầng cao hơn ba người còn lại đó là mức đánh giá để khởi động bữa tiệc kết và louis đi đến dùng trà và ăn uống một chút khi louis vui vẻ khoe khuôn mặt đẹp của mình thì patrick và ricky đến để nổ trong lời nói của hình nhân ricky có tính châm chọc như liền bị louis bắt lỗi thế là lu và chủ nhân được thăng thêm một bậc nữa còn bên này emilico vậy mà lại đi nói chuyện với giam để quên kết ở một góc khiến kết vô cùng tức giận Patrick có dịp là liền nói châm chọc kết khiến cô giận càng giận hơn son bên kia cùng đóng vai trò khuôn mặt vô cùng nhập vai sau đó kết liền đổi qua đi ăn bánh để giảm bớt sự chú ý kết quả emilico lại có biểu cảm quá khích khi ăn khiến kết đành phải diễn theo cô vậy mà cả đám kia chen vào bới móc kết họ nói cái tên của emilico quá kỳ lạ không hề giống chủ nhân việc bị bất bẻ này đã khiến emilico và kết bị đưa xuống thêm một bậc nữa cứ như thế này bọn họ sẽ tiêu mất lúc này hình nhân đặc biệt kia đột nhiên tiến lên đánh đàn tiếng đàn và lên ricky liền chủ nhân cùng mình nhảy một điệu vì có lẽ là thử thách mấy cặp khác cũng lần lượt học theo lu và luis hòa hợp vì luis rất yêu khuôn mặt của bản thân ricky thì làm chủ patrick vậy kết và emilico thì kết nối với nhau như thế nào đây đúng lúc kết đang bất an nhất thì emilico quay sang xin lỗi cô bé cười tươi muốn thử lại cùng kết thấy vậy cô chủ nhân cũng vui tươi hơn kết dùng bồ hóng để điều khiến emilico nhảy cùng bản nhạc kết thúc patrick và ricky bị hạ xuống một bậc đánh giá sau đó những chủ nhân bóng được ông ta dẫn ra vườn còn hình nhân ở lại ngay khi tên hình nhân đặc biệt đưa các chủ nhân bóng rời đi thì cánh cửa liền khóa lại Bọn họ ở bên trong không ngừng suy luận xem vì sao Ricky lại bị giáng một cấp bậc, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói họ là hình nhân và nhà này muốn đối xử với họ ra sao thì đối xử mà thôi. Thời gian đã qua rất lâu rồi mà chủ nhân vẫn chưa quay về. Son và Ricky bắt đầu cãi nhau. Emilico can ngăn thì bị mắng lây. Ricky nói cô là một hình nhân không được yêu thương. Mặc kệ tên này nói gì, cô bé vẫn ăn và phát hiện trong bánh có chứa thứ gì đó. Lúc này Lu mới nhớ ra hình nhân kia cũng kêu họ ăn bánh đi, có lẽ có ẩn chứa gì đó. Cả bọn nỗ lực ăn bánh, cuối cùng cũng tìm đủ các mảnh nhưng không biết để làm gì đột nhiên emilico nhớ ra xét đám mảnh đó gắn vào cánh cửa thế là nó liền mở ra bọn họ phải nhanh chóng đuổi theo chủ nhân ông hình nhân kia ở xa quan sát vô cùng tức giận ông ta muốn đánh rớt một cặp để chứng minh khả năng làm ban giám khảo của mình nhưng ông không thể đánh giá rớt một cặp mà không có lý do được vậy nên phải gây khó dễ cho bọn họ thôi nhiệm vụ lần này là giải cứu chủ nhân mỗi người dựa theo cấp bậc được chọn một món đồ tùy ý chỉ cần cứu được chủ nhân đảm bảo quần áo của họ không bị bẩn và khuôn mặt của hình nhân không bị thương lu có cấp bậc cao nhất chọn một cái kéo khổng lồ son chọn kính lúp Ricky chọn đồ bảo hộ, giam thì trần trừ chọn một cái đèn dầu. Emilico đúng như dự đoán của mọi người chính là để mắt tới bánh mình, nhưng vì chủ nhân nên cô bé đã chọn một cái xe đẩy. Thời gian tìm kiếm chủ nhân bắt đầu, mỗi người một phía bắt đầu tìm, họ được phát cho bản đồ và một vài thứ khác. Son đang thấy sáng suốt vì chọn cái kính lúc, nếu không cái bản đồ này khỏi coi luôn, dù vậy mấy cái chữ nhỏ bên trên cậu vẫn không thể đọc được. Emilico đi theo con đường chỉ dẫn gặp được giam, thế là cả hai cùng nhau đi, đến nơi không đi được nữa thì đánh dấu lại. Bên khác Ricky đang đi thì thấy một cái kéo lớn bay ra, thì ra là Lu đang dùng kéo cắt xuyên tường. Thấy vậy Ricky liền nhân cơ hội lợi dụng Lu để đi tìm chủ nhân luôn. Bên khác Emilico cùng Jam đã cùng nhau nỗ lực đẩy cái xe đẩy nặng nề kia lên con dốc cao. Đùng một cái có một cột khói đen bay lên cao, là John không chịu nổi bị nhốt nên đã phá thủng mà chui ra. Lúc này Emilico cùng Jam ở một vị trí cao cũng nhìn thấy cái cột bồ hóng bay vèo vèo kia, nhìn kỹ mới biết đó là đó là vị trí của các chủ nhân. Thế là hai cô bé quyết định đi qua xem một chút, bên này John rất biết tận dụng cơ hội. Anh chạy qua bên chỗ mà Kết đang bị nhốt tranh thủ cầu hôn với cô luôn, nhưng kết từ chối mặc kệ john luôn ba hoa về mấy cái chuyện như làm chủ nhà xa đâu chẳng hạn kết chỉ thầm nghĩ không biết anh có bị thần kinh không sau khi nói chuyện qua lại kết cũng đã khuyên được john trở về cho son tìm rồi chỉ là theo lời john thì cái lồng của kết có chút khó ăn khi bọn họ đang tìm nhau bên dưới thì mấy vị giám khảo ở đây liên tục quan sát họ nhận xét đánh giá toàn bộ quá trình bên trong tòa lâu đài gửi ra ngoài cho hình nhân đặc biệt một vài thông tin bằng cách thả chim không có bí mật tí nào luôn nhất cử nhất động của bọn họ đều bị quan sát son đã bị sập vào một cái hố đất thông thường tuy không sâu nhưng khá đau bọn họ không đánh giá quá cao son nhưng lại rất có lòng tin ở chỗ của lu người đàn ông này tin rằng lu sẽ về nhất như vậy thì chưa chắc bên này do bản đồ không để rõ nên lu vô ý cất vào bức tường vách ngăn khiến cô bé ngã xuống khoảng khâu trung lớn thấy vậy ricky liền cầm lấy cái kéo của lu nhưng lại bị cô bé nhảy lên đạp cho ngã nhào lu vẫn ổn không sao cả cô bé ép có ricky nằm sát xuống đất mặt kè mặt ngại đỏ cả tai sau khi hóa giải hiềm nghi cả hai lại lên đường cùng nhau thấy lu chảy máu và đau nên ricky đã giúp cô băng bó lại trong lúc đó patrick đang muốn phát điên ở trong thùng gỗ hắn liên tục la hét đạp tung cái thùng gỗ đúng lúc emilico và giam đi ngang nhắc nhở patrick giữ sạch quần áo còn co trấn an hắn định cứu ra nhưng patrick không nhận giúp đỡ trước khi rời đi emilico để lại cho patrick một ít thức ăn còn có một bông hoa cho hắn nữa đúng là cô bé mơ mộng mà bên này son cũng vừa dùng sức để thoát khỏi cái hố kia xong liền gặp được emilico và giam đang đi cùng nhau mấy thánh ở trong lâu đài đúng mưu mô ngồi bàn nếu họ là emilico sẽ lợi dụng son này nọ lọ chai còn nếu họ là son thì sẽ dụ emilico và giam đến cảnh cửa bự cửa rồi xử mấy cái suy nghĩ đúng biến thái luôn bên ngoài cả ba cùng nhau xem bản đồ họ phân tích một hồi thì son mới biết trên bản đồ không có chữ đó là các đường gạch mà thôi cả ba cùng nhau đi cả một đoạn dài đột nhiên gặp cánh cửa không có ghi trên bản đồ thấy mấy cái tượng bên cạnh có thể xoay emilico liền xoay thử một cái thế là nước bùn bay vèo lên mặt son biết có bẫy nên họ không liều nữa cả ba phát hiện một cái ghế vừa cho ba người ngồi nếu thiết kế cho ba người thì họ ngồi thử xem ngồi xong cũng không có gì cũng đủ cả hình nhân và chủ nhân thì có hai người đâu ra có sẵn ghế cho ba cơ chứ đột nhiên emilico la lên cô bé phát hiện cái bụi cây giống hình con thỏ thế nên chạy đến xoay nó thử vậy mà cánh cổng mở ra thật cả ba đến được chỗ của john nhưng thùng gỗ đã vỡ chỉ có bù hóng ở khắp nơi thôi họ sẽ y còn cách đi theo dấu chân để lại để tìm john mà thôi đến một nơi tối ung thì họ gặp john trong tình trạng cảm xúc dối bời vì tỏ tình phèo vừa nhìn john thì son đã muốn khóc đến nơi cái áo của cha nội này không còn gì để bẩn thêm nữa sau khi biết chuyện quần áo không được bẩn john càng thêm bi quan sau khi nghe được tình cảnh của kết emilico cố gắng phân tích bản đồ để tìm đường đi cuối cùng cũng tìm được họ tìm được chỗ không có bồ hóng để xử lý quần áo cho john nhưng cái bản đồ bị ổng làm bẩn mất rồi may là giam là người ghi nhớ rất giỏi nên đã tặng luôn cho son cái bản đồ của mình john đứng cạnh bên chỉ cho emilico cách đến chỗ của kết vì cây cầu qua lại bị ông đi đến hư mất rồi son muốn giúp emilico đến được chỗ kết nhưng cô bé đã không nhận vì cậu đã giúp rồi nhờ có họ cô mới đi được đến đây giờ là lúc son nên lo cho chủ nhân của mình chứ không phải cô bé thế là cả ba lại chia ra để đi tìm chủ nhân Son và John thì đi tìm cách làm sạch quần áo chỉ còn Jam và Emilico cùng nhau thôi. Trước khi đi cả ba fighting một cái cho có tinh thần tiến về phía trước thôi, bên này Ricky và Lu đã tìm đến chỗ chủ nhân của Jam rồi, trang phục của cô ấy bị may vào ghế thế nên rất khó để cứu ra. Lu thấy vậy liền kéo Ricky đi, chủ nhân của ai người nấy cứu chính là quan điểm của cô, khỏi cho thằng Ricky này kích tướng. Đi một hồi lâu thì họ đến được một khoảnh đất rộng, trước mắt đúng là một khuôn viên luôn. Lu nhìn thấy bồ hóng bay lên liền biết đó là chủ nhân của cô, theo cô quan sát thì mỗi chủ nhân đều có cách bóng bù hóng khác nhau tìm được chủ nhân thì việc cứu ra đối với lu mà nói quá dễ dàng rất nhanh louis đã được cứu lên thành công nhưng lưỡi rất có ác cảm với patrick và ricky nên đã buôn lời rất khó nghe lu sau khi gặp chủ nhân thì liền không nói chuyện nữa mà hòa làm một với louis khiến cho ricky rất tức giận hắn đã có suy nghĩ le lói rằng muốn đẩy cả hai lu xuống hố kia bên khác emilico và giam vừa đi đến cảnh cổng gỗ mở ra bên trong toàn là bồ hóng đang di chuyển khắp nơi thế là trong khi giam hỏn loạn thì emilico trổ tài thủ công của mình rất nhanh đã có được cái tạp dề và cây trổi rồi cả hai xông vào bên trong vừa đi vừa dọn sạch đám bồ hóng kia trong lúc emilico dọn chúng thì giam tìm đường cuối cùng dẫn đến một đường hầm tối đen cả hai xông qua đó liền ra được bên ngoài ở đây cả hai quyết định chia tay đột nhiên giam khóc lớn cô bé nói mình không phải là bộ mặt của chủ nhân bởi vì họ chưa từng nói chuyện với nhau thấy cô bé như vậy emilico rất buồn thế nên đã ra sức an ủi đến lúc giam không còn tự ti nữa mà đã có tinh thần bước tiếp để giải cứu chủ nhân mới thôi cả hai tách ra emilico tiếp tục tiến gần đến chỗ kết bên này kết không ngừng thả bồ hóng ra nhưng mấy cộng dây xích không hiểu sao đua nhau đứt ra giờ chỉ còn một vài cộng giữ cho kết ở trên khâu chung mà thôi khi cô tuyệt vọng nhất lại nghe thấy giọng của emilico vang xa ơi là xa bên này ba hình nhân sống cấp cao đang trò chuyện với nhau về buổi ra mắt hoành tráng này edward ngay từ đầu đã có mục tiêu cá nhân rồi ông ta cố gắng như vậy chỉ để lên tầng 3, tiến gần đến người ông vĩ đại hơn thế nên ông ta đã chọn ra những ứng cử viên sáng giá từ trước dựa vào lượng bộ hóng của họ còn một vài ẩn số vẫn chưa tìm ra nhưng sớm thôi sẽ biết ai đi tiếp bên này john và son vừa làm sạch quần áo cho anh xong cả hai định đi qua cánh cửa nhưng nó lại phải có một người ở phía bên kia họ đang định đi đường vòng thì ricky đến để ricky hợp tác son đã khiêu khích hắn vô tình làm lộ vị trí của patrick nhưng ricky cũng có ý tốt muốn hợp tác để mở cửa nhưng son lại thấy cái kéo của lu trên lưng ricky điều này khiến anh nghi ngờ ricky đã làm gì đó với lu vô tình lại tổn hại lòng tự trọng của ricky nên hắn rời đi ricky vừa đi thì chuông reo lên lu và luis đã cùng nhau trở về đích đầu tiên và cây kéo đúng là do lu tặng cho ricky thật lúc đó trong đầu ricky vốn có suy nghĩ độc ác nhưng vì mặt mũi của chủ nhân và nhân cách của hắn nên hắn đã rời đi lu đã kéo hắn lại để tặng cây kéo này như một lời cảm ơn edward ở xa thấy ricky lựa chọn bỏ qua con đường kia thì liền ra lệnh thả á ricky bị đá rượt chạy suốt quần về phía cửa ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất đã nhờ hai người john và son cứu patrick nhưng đột nhiên john lại đi vào cái cửa mở nó lên cho ricky và son đứng một bên còn anh thì đối diện với cục đá dùng một kích bồ hóng làm đã vỡ tan nát cả son và ricky đang run rẩy ôm lấy nhau đều có một biểu hiện ngạc nhiên như nhau sophia ở trên tầng lầu quan sát cũng không kìm chế được mà lộ mặt thành khát bổ hóng của john đến mấy người ở cùng cô cũng thấy cô ta thật sự rất tởm giờ thì cả ba người họ phải đổi tới đổi lui cho đúng để hai nhóm đi về hai phía thôi john và son thì tiến về đích ricky thì học hỏi theo luis và john hướng dẫn chủ nhân để mở thùng giam bên này cũng đã tìm đến chủ nhân xung quanh toàn là cây gây mẫn ngứa nhưng cô bé vẫn cố hết sức cắt từng nhánh cây một mà cứu chủ nhân thấy cả mấy nhóm đều thuận lợi lội ngược dòng mấy người quan sát vô cùng kích động nhưng như đó đã là gì họ còn một nhóm đánh thương nhất vẫn còn đang chật vật kia kìa ngay khi gặp lại nhau kết và Emilico liền trò chuyện không ngừng. Đột nhiên tiếng chuông báo lại vang lên, có nghĩa là lại có người về được đích rồi. Kết nói rằng cái lồng này được điều khiển mới một cái bục ở phía sau cánh rừng gai, chỉ có một con đường là cánh cửa bị khóa kia để qua mà thôi, nhưng lúc này chìa khóa của nơi này lại là một trong những vật cần chọn. Emilico đã bỏ qua cơ hội duy nhất mà Edward cho cô bé và chủ nhân rồi. Ông ta đứng từ xa vô cùng hả hê khi thấy Emilico tuyệt vọng, nhưng cô bé không hề bỏ cuộc. Emilico cố gắng dùng cây kéo nhỏ được phát cho để cắt mấy cành cây tuy cố gắng nhưng như thế sẽ không kịp thời gian đúng lúc đó patrick và ricky đến emilico thấy họ thì quay sang chào một chút đột nhiên kết lại rơi xuống thêm chút nữa thế là cô bé nhanh chân quay về cắt tiếp thấy vậy patrick nhớ đến lúc cô bé ở cạnh trấn an và tặng cam cho mình nên đã cầu ricky đưa kéo cho cô bé emilico nhờ cây kéo lớn mà nhanh chóng đến được bảng điều khiển có điều nó cũng có ổ khóa thấy không làm được gì với bảng điều khiển emilico trực tiếp nhảy lều cái cần đó chạy về phải kết ngay lúc này cái lồng rơi xuống kết dùng hết sức để bám vào thanh sắt Emilico không sợ gì nhảy xuống nắm lấy tay chủ nhân sau đó ô cung chặt kết. Cả hai cùng rơi xuống, rơi ngay cái xe đẩy đầy hoa của cô bé mộng mơ. Emilico tự hào bản thân gì cũng không có chỉ có cơ thể khỏe mạnh mà thôi. Ngay sau khi rơi xuống kết đã bắt đầu suy nghĩ có lẽ Emilico đã tính trước tất cả kể cả việc không thể điều khiển được cái lồng. Đột nhiên máu từ đầu cô bé chảy xuống, may mắn chỉ là vết thương nhẹ thôi không đáng lo ngại. Nhưng thời gian của họ sắp hết rồi, kết đã muốn buông xuôi rồi. Thời gian họ đến đó là khoảng hơn 10 phút nhưng thời gian còn lại không đủ như thế bên này edward đã đi đóng cổng lại vì biết chắc tụi còn lại không đến được đích trong thời gian ngắn đột nhiên những người ở tầng trên gửi thông điệp vũ trụ edward lúc này mới nhanh chóng chạy hết tốc lực lên trên để xem tình hình thì ra là kết và emilico đang dùng xe đẩy làm thuyền và bồ hóng của kết làm lực đẩy để lao về phía trước thấy cách kết điều khiển bồ hóng một cách thuần thục như vậy khiến edward dấy lên một sự nghi ngờ liệu có phải cô cố tình giấu hay không hai người họ du thuyền theo dòng nước sắp đến nơi thì liền va chạm vào nền nhất bay cao vút kết ôm lấy emilico sau đó điều khiển bộ hóng hóa thành đôi cánh mở xòe to mà bay vào bên trong mấy người trên lâu và Edward đều vô cùng bất ngờ, bọn họ vỗ tay nhiệt liệt, đến cả cha nội khó tính Ryan cũng vỗ tay không ngừng. Ngay khi họ đáp được xuống đích thì chuông báo hết giờ cũng đã vang lên, kết là người cuối cùng đến đích nên được dẫn vào bên trong cuối cùng. Cả hai vừa được hoang nghênh thì đã được mời uống một thứ nước đắng kỳ lạ, lần này biểu cảm của họ giống nhau hơn rồi. Sau đó chủ nhân của Rosemary là Mary Rose đến để làm quen với kết, chủ với hình nhân nhà này đặt tên nhất cái đầu ghê. Sarah và Mia cũng đến góp vui đôi chút, mặc dù toàn là nói móc thôi nhưng cũng coi như là tới chúc mừng đi sau đó chủ nhân của Barbie một cái bóng có chức quyền đã gọi những người được công nhận lên và tuyên dương đồng thời ném con búp bê hình Shirley xuống nói rằng đã loại đáng lẽ giai đoạn này mấy hình nhân sẽ rất sốc nhưng dường như họ đã trở nên vô hồn không phản ứng được gì nữa kể cả chủ nhân có gọi ngay khi ra quảng trường để bái kiến tất cả hình nhân đều như mất não mà rơi nước mắt edward sau khi hoàn thành buổi ra mắt thì tìm đến gặp những người quyền lực kia để báo cáo cái thành tích chỉ có một người bị loại của ông khiến bọn họ không hài lòng cũng với đó thì mong ước lên tầng 3 cũng theo mây gió họ giao cho ông phụ trách khu trẻ em họ muốn buổi lễ ra mắt hoành tráng hơn thế nữa. Còn việc những hình nhân thân thiết hơn với chủ nhân cũng đã được giải quyết bằng loại cà phê bồ hóng của người ông vĩ đại, rồi dần hình nhân sẽ bị tẩy não. Nhận ra Emilico đã trở thành con búp bê sống như ngày đầu đến đây nên kết quyết tâm đưa cô bé trở về. Cô lẻn vào trong phòng của Emilico để kiểm tra và thu thập manh mối. Ở đây cô thấy con búp bê mà cô bé thích nhất bị bỏ lại trong phòng. Không nhịn được điều khiển cho nó bay bay một chút mới chịu thôi. Khi nó rơi xuống kết liền chạy đến nhặt và phát hiện ra quyển sổ của Emilico. Mở từng trang đọc những thứ trong đó cô không khỏi bật cười thành tiếng đọc đến trang bệnh bồ hóng cần phải uống nước nhiều thì kết biết cách cứu emilico rồi cô ra lệnh cho emilico uống nước uống khi nào tỉnh thì thôi thấy cô bé uống nước khổ sở thì cô xót lắm nhưng không còn cách nào khác lần thứ bao nhiêu emilico nôn ói rồi kết cũng không rõ nữa chỉ biết cô chịu hết nổi rồi kết ôm trầm lấy emilico mong cô bé tỉnh lại phải mất rất lâu sau cô bé mới trở về được đôi mắt trong xanh và có hồn như ngày đầu và đã khóc không ngừng vì giam sau đó emilico ngất đi khi tỉnh lại đã nằm trên sofa và được chăm sóc kỹ lưỡng rồi hôm nay kết quyết định nói cho emilico một việc quan trọng cùng lúc đó mấy người tầng trên được phân công việc đi đến những ngôi làng đó để làm quý tộc lương thiện họ đem than bồ hóng đến cho người dân và đổi lại chọn vài con người để mang đi với tư cách là giúp việc cho gia tộc xa đầu họ chọn được những đứa trẻ mà họ ưng ý rồi cho chúng uống cà phê bồ hóng mấy vị phụ huynh vẫn không hay biết nghĩ rằng con mình được sung sướng sau khi được đưa về họ được đưa vào một căn phòng để chuẩn bị khai sinh ra những xa đầu mới đó cũng là những gì kết muốn nói với emilico cho cô bé biết rằng cô bé là con người và đến từ một ngôi làng đâu đó gần lâu đài mặc dù vẫn chưa chấp nhận nổi nhưng emilico vẫn không có gì bày xích chuyện này ngược lại rất phấn khích khi thấy được con người hôm đó emilico đang ăn bánh mì được phát thì nghe tiếng động bên ngoài khi kết đi xuống thì đã không thấy ai nữa bên này john đang nhớ lại ngày đầu phải lòng kết còn nhớ anh đã ra hiệu cho kết nếu suy nghĩ lại hãy đến tìm anh nhớ tới khúc này thấy kết đến thì anh vui lắm nhưng nghe cô nói emilico mất tích thì rất sốc kết thở hồn hển nói hết từ chuyện emilico mất tích đến chuyện búp bê sống là con người và đang bị điều khiển ngay khi john còn chưa lốt nổi đống thông tin trà bá bữa đó thì son trở vào kết phải nấp sang một bên. Kết nhắc John hãy nhớ lại xem Son có gì khác lạ hay không. John cũng đã thử và thấy Son nghe lời và trung thành với nhà xa đâu lại thường. Thế nên anh đã đánh thức cậu bằng một cách vô cùng thô bạo chính là đấm nhau. Lúc đầu Son luôn im lặng để chủ nhân đánh. Nhưng rồi cậu đã chịu đánh trả lại. Cả hai bem nhau rất lâu đến mức ngã ra không còn sức nữa mới thôi. Lúc này Son cũng lấy lại ý thức rồi. John đưa tay ra đỡ cậu dậy. Hai người lại hòa thuận. Thế là cả ba lén lén lút lút đi tìm đường tìm Emilico nhưng lại bị Louis nhìn thấy. Kết quả là cả đám tập tụ lại, có cả Patrick luôn, Cả bọn ngồi bàn nhưng mà Louis chủ yếu là muốn khoe đã làm chủ được khuôn mặt mà thôi. Đúng lúc Louis trên đường theo kết đã thấy một hình nhân trùng từ đầu đến đuôi rất cao, nghĩ thôi cũng đoán được ai rồi. Ngoài Edward ra Louis không nghĩ được ai lại có gu thẩm mỹ tệ như ông ta luôn, cả bọn lại nhớ đến những gì ông ta từng làm với họ. Kết quả là cả bốn cái bóng quyết tâm hợp lực, coi như trả ơn cho hình nhân sau lễ ra mắt đi. Bên này Emilico bị trói lại kêu gào rất lớn, còn người bắt cô bé lại chờ con mồi vào chồng. Emilico bị Edward chói lại còn sốc hơn thì ổng đổi sang giọng nữ, nghe mà hết hồn luôn á ông ta bắt cô bé khai ra kết đang toan tính cái gì nếu không sẽ không tha cho cô bé. ông ta muốn có được sự thật để phơi bày trước mặt người ông vĩ đại. bên này nhóm bọn họ nghĩ mãi cũng không nghĩ được cảnh lẻn vào tòa nhà của người ông vĩ đại. kết thấy bốn cái bóng ai cũng không nghĩ được liền gọi son kêu cậu nghĩ giúp. son im lặng một hồi lâu. sau đó cậu sáng bừng mắt lên tiếng nói rằng đã nghĩ ra một cách. đó là trộm đồ của hình nhân vô diện rồi lẻn vào như cái cách Edward vào đây. Emilico bị Edward lấy đồ ăn ra dụ dỗ, nhưng cô bé một mực từ chối vì đói nên đã tưởng tượng ra bánh mì và ăn nó một cách ngon lành khiến Edward tức điên. Trong lúc cả đám đang bàn xem kết sẽ đi một mình hay là bọn họ cố chia nhau ra mà đi thì Barbie tới, giọng nói bị vang nên cô ta tới điều tra. Do là phòng của Patrick nên hắn ở lại đánh lạc hướng cho những người còn lại trốn đi. Ở phòng của hình nhân, Louis đã trồm ra ngoài dùng bồ hóng điều khiển hình nhân không mặt dẫn đường chạy thoát. Vì họ đã thoát cả rồi nên Barbie chẳng tìm thấy được gì đành lui đi, trước khi đi không quên phẫn nộ về Edward nữa. Ông ta vì muốn thăng chức mà bắt Barbie báo cáo toàn bộ mọi thứ thật chi tiết. Sau khi cô ta rời đi, Ricky còn trong trạng thái mất ý thức hỏi Patrick vì sao muốn cứu con búp bê đó. Patrick nghe vậy liền lắc đầu, không phải con búp bê đó mà là Emily còn cậu chính là Ricky. Nghe chủ nhân nói vậy đột nhiên Ricky bừng tỉnh, lấy lại ý thức nhẹ nhàng ai như hai ông thần kia đấm nhau đùng đùng. Sau khi chạy khỏi đó, John và Son tách ra quan sát tòa lâu đài bên kia, còn kết, Louis và Lu tiến vào trong căn phòng chứa quần áo để lấy đồ của hình nhân không mặt. Ngay khi cổ vũ cho kết và nhìn cô rời đi, Louis lập tức nhìn Lu, hóa ra cô ấy cũng ghét Edward nhưng chủ yếu là sợ một ngày nào đó ông ta nhắm tới Lu mà thôi. Nghe đến đây Lu cũng lấy lại ý thức của bản thân mà không cần uống nước hay ăn đấm lúc này hai cha nội John và Son đang ngón tòa nhà thì thấy một hình nhân không mặt đi đến định cho dò chạy thì nghe tiếng kết, không lẽ cô cải trang giống đến vậy sao? hay hai người này lố vậy ta? nhưng quan trọng bây giờ là làm cách nào để tiến vào tòa nhà thậm chí lên lầu ba nữa. đang lo thì Patrick và Ricky ở phía sau lên tiếng, không cần lên lầu ba vì ông ta không lên được đến nó. Phạm Vi được thu gọn nên kết lại có thêm lòng tin. John muốn đi cùng nhưng cả kết và Son đều cản anh lại. trước khi đi kết không quên cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho cô. sau đó chìm vào màn đêm tiến đến tòa nhà bên kia. Rất nhanh kết đã thành công thâm nhập vào trong, đi qua nhiều nơi để tìm kiếm Emilico. Bên này Edward không ép được Emilico thì liền chuyển qua đánh đòn tâm lý nói rằng làm như vậy là giúp cho kết, khiến kết không bị thải loại. Ngay lúc cô bé mềm lòng nhất bánh mì đã cử động, biết chủ nhân đang đến gần Emilico vui vẻ hơn rất nhiều, cô trả lời ông ta rằng kết là một chủ nhân đáng quý sau đó không nói gì nữa. Bánh mì giật nảy làm rơi hết mấy cái ly trên bàn khiến ông ta rất bực mình. Đúng lúc đó hai tên đồng đội bằng mặt chưa bằng lòng của ông ta đến, cả ba kéo nhau ra ngoài nói chuyện kết ở ngoài nhìn thấy họ bàn với nhau kiểm tra xem có người đột nhập hay không may mà cô đã có mặt ở tầng này rồi đợi họ rời đi cô liền tiếp cận căn phòng giam emily cô ngay đến cạnh cô bé ôm chặt nhưng ngay lúc đó sau lưng cô đã có edward đứng sẵn hắn ta đã đoán chắc là kết sẽ đến nên đã gài bẫy khiến cô rơi vào kết quả cả hai người đều bị trói luôn khi mặt trời lên ông ta sẽ giao họ cho bể trên để được lên tầng 3. lúc này có một hình nhân không mặt đang tiến vào tòa nhà hình nhân này hơi lạ lạ là đúng rồi là ông john đâm đầu chạy qua đây mà trong lúc john đang tìm đường thì một sinh vật nhỏ tí xuất hiện chào anh nó như muốn dẫn đường nhưng mà John ngáo ngơ quá lại không để ý đến nó. Đang loay hoay tìm đường thì gặp được hai tên trung tụi với Edward. Hoảng quá John lên tiếng nói rằng đang đi giả soát kẻ đột nhập. Ai đời hình nhân không mặt lại nói chuyện bao giờ, khùng hả cha nội, bị lộ cũng không oan tí nào. Thế là John cắm đầu cắm cổ mà chạy, mấy tiếng ồn bên ngoài thu hút Edward thế là ông ta ra ngoài xem. Đúng lúc sinh vật nhỏ kia lại chui vào trong đây giúp đỡ kết và Emilico, khi ông ta quay lại thì trễ rồi, họ đã cởi trói thành công. Nhận lúc ông ta mất cảnh giác mà vùng lên chạy ra ngoài, bên ngoài hai người họ gặp phải John theo chân sinh vật nhỏ bé cả ba chạy thục mạng cuối cùng lại chạy đến tầng cao nhất của tòa nhà ở đây có thể thấy rõ khu trẻ em nhưng bay qua đó thì quá khó edward đã đuổi tới ông ta tóm lấy john để làm con tin john không sợ gì chỉ hy vọng kết và emilico rời đi trước hết cách emilico đành bung đôi cánh ra bay về bên kia edward còn đang cười khẩy vì biết họ đi không đến nhưng john đã dùng hết sức để dùng bồ hóng giúp sức đẩy hai người họ về bên này son và cặp patrick ricky cũng lo lắng không yên chắc có mỗi luis là dám đi ngủ thấy kết và emilico bay về cả ba người họ liền đến chỗ trống để đón lấy sau đó năm người cắm đầu chạy vào giữa khu nhà biết john vẫn chưa thể trở về son rất lo lắng nhưng vẫn phải chạy vào trong trước đã mới đi chưa được bao xa kết đã bị edward dùng sóng âm tấn công khiến cô đau đớn patrick đứng ra ngăn lại đây là khu trẻ em ông ta không thể lộng hành như thế nhưng edward không nghe thấm ông muốn gom cả lũ vào mà xử một lượt lời này vừa nói là chuẩn bị thụt lưỡi liền barara và babi đã có mặt sẵn ở đó mà chất vấn ông không chỉ cô mà còn vài người có quyền lực nữa cũng xuất hiện thì là louis chưa ngủ Cô đã gọi Barbara và những người khác đến, mặc kệ ông ta giải thích kiểu gì những gì ông ta nói đều đã bị nghe thấy, sự xâm nhập bất hợp pháp đó cũng là một bằng chứng. Sự việc đã được báo cáo cho những người ở tầng 3 rồi, họ đang đợi ông ở hành lang kìa kìa. Sau khi trở về Edward bị đưa lên tầng 3 tra khảo, nói chung cũng không tra gì mọi chuyện quá rõ ràng. Ai cũng mong ông ta bị sa thải nhưng cuối cùng người ông vĩ đại lại tha cho ông ta một lần, coi như lần này chỉ cảnh cáo mà thôi, nếu cứ như vậy sẽ bị sa thải thật đó. Sau lần được khoan hồng này, ông ta lại thêm động lực làm chuyện ác rồi, cảm nhận được sự tin tưởng và tình yêu gì gì đó mấy hôm sau mọi thứ trở lại khá yên bình mấy chủ nhân bóng và hình nhẫn vẫn hoạt động bình thường